Em chào tất cả cô chú anh chị các bạn đam mê hoa lan trên toàn quốc ạ. Và ngày hôm nay thì em Nhung xin giới thiệu cho anh chị một phiên video toàn hàng khủng ạ. Thứ nhất là hàng nụ siêu hoa, siêu đẹp, mặt hoa thơm, và thứ hai là những chậu phi điệp đua ngọn, hàng dài tới tầm 1,5 m đến 2 m. Hôm nay thì những cái giò này số lượng nó có ít thôi nhá, và giá thành vô cùng rẻ. Để nói về cái giá ngày xưa nhập vào với cái giá hiện tại thì nó rẻ rẻ quá trời rồi anh chị ạ. Toàn hàng tác phẩm thôi. Nên hôm nay những cái tác phẩm này anh chị nào mà nhanh tay sưu tầm được thì chúc mừng các anh chị nhé. Bởi vì đây đều là những cái tác phẩm nhà em gọi là uốn nắn từng chi tiết một thôi ạ. Đây, anh chị ơi, đấy, về chỉ chơi, treo và chơi thôi. Những cái tác phẩm mà đã cho lên trên chậu và cũng ở uốn móc như thế này rồi. Hôm nay có một cái mặt hoa rất là đặc sắc, đó chính là cây phi điệp lá mít cánh bầu. Mời anh chị cùng ngắm qua cái mặt hoa của nó ạ. Dòng này nhá, cho anh chị xem. Cây này nó vô cùng siêng hoa. Đây là chỉ là một cái thân hoa của nó ngắn ngắn thôi ấy. Đây là cái năm đầu tiên này, nó ngắn ngắn mà bông hoa của nó này rất là sai này, mà hoa nó thơm. Đây đến năm thứ hai nó ra hoa đây. Hoa nó chĩu, dai chĩu này, đẹp chưa? Bông rất là đẹp. Đây là dòng phi điệp cánh bầu. Và ngoài ra thì có một số những dòng phi điệp ám, nó chỉ có 2-3 chậu thôi, 1-2-3 chậu. Và có cả những dòng phi điệp dài hàng mét thế này. Đấy. Và sau đây thì em xin lần lượt điểm qua từng mã nhé. Hôm nay có 20 mã phi điệp thôi ạ. Số lượng không có nhiều đâu. Và trước tiên đi qua cái mã phi điệp thì em sẽ có một cái mã này để chia sẻ cho anh chị. Và cái mã này là mã độc nhất vô nhị nhá. Đây chính là cây dendro lá biên phát tài. Cây này trồng phải 4 năm nay rồi ạ. Ngày xưa em nhớ mua cái kỳ bé tí thì ti này, đã hơn 100.000 một cái kỳ bé tí. Trồng từ cái cây bé xíu xíu đến tận bây giờ. Và anh chị nhìn hộ em này, bây giờ nó lên này, cây này thắt ngọn, cây này cũng thắt ngọn này, đang lên mầm cây này. Và cây này em để cho anh chị với giá là 180.000 nhá. Cây dendro lá biên này có một mã duy nhất. Ăn chắc giá thể rồi, về chỉ treo lên thôi. Mã này em ký hiệu là mã A1 nhá. A1 là một mã dendro lá biên. Và bây giờ em bắt đầu đi sang cái dòng phi điệp cánh bầu lá mít. Loài hoa này là cái loài hoa mà hương thơm rất là thơm, và thứ hai là khuôn bông đẹp. Đây là một trong những dòng lá mít cánh bầu đẹp. Mã A2 là một cái cây lá mít cánh bầu nha. Mã này thì nó sẽ gồm 4 thân. Và tất cả những hàng này bây giờ nó đang đẩy nụ rồi anh chị ạ. Đang đâm nụ rồi anh chị nhìn này. Đang đâm hết tất cả những cái mắt nụ rồi nhá. Về anh chỉ việc để như thế này và treo chơi thôi. Rất là đơn giản. Mã A2 em để cho anh chị với giá là 200.000 ạ. Mã A2, một cậu 4 thân phi điệp lá mít cánh bầu. Mã A2. Tiếp theo em sang mã A3 nhá. A3 cũng là một chậu phi điệp lá mít cánh bầu 4 thân. Đấy, những cái tác phẩm này ngày trước mua theo kỳ đã 800.000 một kỳ rồi anh chị ơi. Bây giờ nhân giống ra thì nó được nhiều thôi, nhưng mà giá thành bán thì chẳng đáng là bao nhiêu cả. Đều đã đang sưng nụ rồi ạ. 200.000 này, mã A3. Mã A4 nhá. A4 này thì lại trồng bằng một cái chậu nan và chậu. Mẹ bật loa trong đi mẹ ơi. Mẹ ơi. Mã A4 này là một cái chậu ghép bằng chậu nan tròn. Chậu này 2, 4, 5 thân. Rất là đều đẹp đây này. Cái này cũng đều ươm ki rồi đấy, mầm gốc lên đẹp lắm anh chị ơi. Em zoom hẳn vào sâu anh chị xem. Chơi hoa sau anh chị lại lấy cái mầm gốc này và nó lại thành một tác phẩm to nữa. Đang sưng nụ rồi. 5 thân với giá là 250.000. Có 250 một chậu hàng hoa thôi, rẻ quá trời rẻ rồi. Mã A mấy nữa? Ô. À mã A4. Xin lỗi mọi người là 2 3 4. Bây giờ mã A5 nhá. Mã này là to nhất và mập nhất trong các hình này. To, mập và đều thân nhất này, nụ hoa đây, chi chít thơm lừng luôn. À, cái mầm gốc của nó anh chị nhìn hộ em này, cái mầm gốc của nó lá lên này, tròn xoe này. Đấy. Chậu này 5 thân, giá là 300.000 nhá. 300.000 mã A5. Mã A6 có 4 thân thôi nhưng mà rất là cao to khỏe mạnh. 4 thân đang nụ hết rồi, đều nhau. 250.000 mã A6 lá mít cánh bầu. Mã A7 cũng 4 thân. Nhưng mà có một thân thì nó hơi thấp hơn một chút này. Nhưng mà cũng đầy hoa nhá, đang nụ nhiều hoa lắm ạ. Chậu này thì ghép chậu rất là to. Chậu này thì ghép chậu phi phải phi 35 đấy ạ. Chậu này cũng 230 này, A7 230 4 thân. Đều nụ hết rồi, thân rất là mập. Mã A8 5 thân. Rất là đều, rất là tròn. 5 thân. 260.000 mã A8. Mã A9 lá mít cánh bầu. Cũng 5 thân, 290.000 nhưng mà thân to, mập. Đây nụ hoa rất là nhiều luôn. Mã A9 290.000. Anh đứng lùi ra một tí. Lùi về sau tí cho nó xa. Mã A10 này 230.000 4 thân.
có một thân siêu dài. Tất cả đều đang sưng nụ hết rồi nha anh chị nhá. Cái này chơi xong mình làm giống rất là ok. Mã A10 230. Để xác lại kiếm được. Mã A11 này. Ôi mã này thì nhiều thân lắm ạ. 2, 4, 6, 7 thân cơ. 7 thân chi chít nụ đều nhau nữa. Mã này 330. Mã A11 lá mít cánh bầu. Đây có 10 mã thôi, 10 mã. Cây này có 10 mã thôi. Và tiếp theo sang bên đây là có một cây ám tuyên quang này. Có một cây ám tuyên quang. Chậu này là 2 4 6 7 8 thân. Ghép tròn như này, chậu lan nhựa này 280.000. Tí anh xoay tròn nhé, cầm lên xong xoay tròn. A13, cây này là cây ám văn giang nhá, ám cổ văn giang nhá. 2 4 5 thân. Dài 280.000 ạ, 5 thân. Tầm này nó đang cũng cái ám này thì nó chưa sưng nụ, mới xuống lá rồi chuẩn bị sưng mắt nụ thôi. A14 là một cây này, là cây này cây ám Hà Giang. 2 4 6 7 thân ạ. 7 thân dài lắm ạ. Ôi, dài chưa? 300.000 nhá, ám Hà Giang 2 4 6 7. Giờ tìm những cái loại ám này chính ra lại khó hơn là tìm những cái dòng năm cây trắng anh chị ạ. Bây giờ tìm những cái dòng ám này nó khó hơn thật đấy. Rồi ạ, A14. Bây giờ em sang mấy cái giò thân thủ dài dài như này cho anh chị xem nhá. A15. Cho anh chị một cái giò này. Giò này thì thực ra là nhà vườn người ta ghi là cây bẹt. Cây này là cây ở trong miền trong đấy ạ. Nó dài, lá nó dài dài và thân của nó dài, nó phải đến dài lắm. Em đứng xa cho anh chị xem. Nó dài cỡ này này. Một giò này em bán 280, A15. Cái này chơi thân lá không cũng được. Mà đến lúc nó ra hoa em khẳng định mọi người không có cái suối hoa nào nó dài đẹp như thế này luôn. Có 280.000 anh chị ạ. Rẻ lắm rồi. A15, anh treo hẳn sang đằng sau. Rồi cũng được. A16 ạ. Giò này 4 thân, cũng dài nhưng có 4 thân thôi. 250.000. Dài miên man. Nói chung là cái thân này nó phải dài tầm 1,5 m rồi. Dài lắm, vẫn còn đi ngọn, không biết tắt ngọn chưa. Cái đấy thì lại ghép bằng chậu sứ nhá. A17 này. Một chậu này là cây cắt bà. Cắt bà. 4 thân. Thôi không phải xoay nữa, một mặt thôi mà. 4 thân dài. Chậu này 200 bao nhiêu nhỉ? 200.000. Chậu cắt bà này, phi được cắt bà. 200.000, dài lắm, đang xuống lá. A18. Một chậu phi điệp. Cái này thì cũng mất tem rồi, chẳng biết là tem gì. Nhưng mà thân nó dài, thân thủ dài lắm. Cây này là còn hãm lại nha anh chị nhá. Cây này còn hãm lại là rút cái ngọn để cho nó hãm, nó không phát triển chiều dài đó. Không phát triển dài để cho nó ra hoa. Cây này còn hãm lại cái chiều dài của nó ấy. Chứ không nó còn dài, còn dài nữa. Đây chậu này dài lắm. 1, 2, 3, 4, 5 thân hoa. Và đây là những cái thân năm ngoái ra hoa này. Năm nay nó phải dài miên man luôn. Ở những thân năm ngoái ra hoa sai phết đây. 250.000. Mã này mã A18. Có 250 một chậu. Cái này đến lúc ra hoa như suối hoa. Đây gọi là những giò tác phẩm rồi. A19 ạ. 290.000. Đây là một cái giò phi điệp cũng vô cùng dài luôn. Rất là dài. Đây anh chị nhìn này. Những cái thân này 290.000. Thật sự mọi người ở trên những cái hội nhóm người ta bán những cái chậu to đùng tác phẩm này bây giờ vẫn còn phải 400-500 đấy ạ. Không có giá 200 mấy một giò đâu ạ. Và A20 một giò này, giò mắt trâu. Giò mắt trâu. Đây. Để ghi đây mắt trâu. Giò này 2-4 thân dài. Giò này 230. Ghép bằng chậu. Tất cả những sản phẩm này đã giá thể rất là sạch sẽ luôn. Mà anh chị nhìn hộ em cái mầm gốc của nó lên cũng rất là ok luôn đấy. Không, về những hàng này không phải trồng lại đâu. Các anh chị cứ treo nguyên như này thôi. Bởi vì hàng này làm rất là kỹ. Và ghép này ghép kiểu như là ghép chơi ấy, chứ không phải ghép có nhu cầu để bán. Nên là ghép kỹ, ghép kỹ càng rất là đẹp. Đấy. Hôm nay có 20 mẹ mã cho anh chị để sưu tầm nha. Anh chị nào đặt hàng thì gọi điện trực tiếp cho shop để đặt hàng nha. Em chào các đời anh chị.